Không, nãy nó chơi ngu nó chứ. Cầm kiệt sức chứ. Cầm đốt là nãy là win sớm mà, là mày sống mà. Có heal rồi đó. Tía thôi. Ủa mày đánh một bè cho bích bò. Bích bò trước mà. Gặp thầy xếp à. Đậu xanh, lát hồi để nó cái lát này thôi. Chén này tao lên dày kia luôn. Tao lát cũng đã 3 phút rồi. Tao lát tao đục nó hoài. Mà chơi bò lên chạy kia đi lại không? Đi nhanh không? Đồ xinh 45, cái này là 25 mà thêm có 20 rồi. Đi có 300 xa 386. Thì đừng có né, né thì đừng có lát. Còn lát thì còn né. Ờ, mà lát này cái bơi luôn. Đấy bên tiền thôi đấy. Và mở mang tầm mắt TF à. Kinh công của các hạ cao vãi. Thế tin được. Tập 2 đó mà 2 đó mà lát lên rồi. Còn... Thì ghét.
Rồi mày không lên luôn. Chết đó mẹ ơi. Mật ấu xanh. Nó chơi với gái rồi, nó lười lắm. Tao quy quy nó cái cho nó đẩy ra nha. Đó. Nó cay mày dữ vậy. Để chụp nè. Rét rồi đó. Your team has destroyed a turret. An ally has been slain. Thôi dữ luôn. Ủa gì anh ra mất chết chết không? Quỷ AD kép quá thiệt luôn. Có lát có heal mà để thằng AD nó chạy. Gì đây bấm đụng lắm. Rồi nữa ha. Nó bị cứa cái nửa cây kìa. Trời ơi. Phải xì lây không? Ê, đang ra nè. Trời xui thiệt chứ. Đâu có ngờ anh đứng đây sẵn đâu phải không? Đẩy lên đây không ai đâu. Có trận quen nè. Rồi bên top rồi. Cho đây, cho đây kết nè. Giết nó ra. Để nó cứu. Đúng rồi rồi. Nó chết bốn xác rồi hả? À, nó mua 5 bình máu luôn kìa. Không, da ba băng cả lồng.
dưới nè, thu. Cái gì ông quỷ? Nè, mày không chịu lên, bắn lắm. Chồng chết đó nha. Có anh sau lưng nè. Trời ơi, cho con e cái đi. Ủa, sao chị quy trước rồi? Em nghĩ tới cảnh tượng mà cái dở chiêu rồi. Lọc ngu đánh con Lee Sin. Đứng lời cao lắm. Chắc kinh khủng khiếp đó. Cái gì? Anh đánh Lee Sin chưa? Rồi, ba Lee Sin mất ghê. Chưa thấy Lee Sin sắp bọt hả mày? Ông mùa cũng không biết đánh Lee Sin đéo đâu. Trời. Chị là chưa thấy anh lên xét nè. Chơi được không? Chơi tin được. Ủa, tôi đi xuyên lên con tự cơ bản hàng để biết chơi. Ủa, hay là đúp vô mắt rờ lát vô bộ. Đi xin mà kêu đúp vô mắt rờ lát là thấy fail rồi. Kéo anh vô, đúng rồi. Kéo anh vô. Hay quá. Phối hợp tuyệt vời. Chúng ta phối hợp đi vào lòng người. Đó, họ tên mới được Trần Viêm Cường. Cái gì cũng viêm á. Mẹ biến nha. Nhìn của anh hồi đậu, dám lên thì đụng đụng rồi. Thôi đấy, không được. Đi tốt 26, chỗ này tiên đánh với mẹ nữa. Thôi rồi, đậu mẹ đó. Chạy. Không tạo nha. Chỉ vô bắt bổ bên đây, cái bên thì bị gì? Ăn nóng không? Thôi lo bóc đi chạy cao. Đây cái gì đây? Em mơ. Giỡn cái bò hả? Cái mâm đạo đó là máu. Thằng kia không làm gì cũng ăn mặn. Không làm gì. Nói vô lý quá đã. Em không làm gì nó mâm mặn. Con rét kìa. Mày không làm gì ăn mặn đâu, già đâu, mấy bà con. Bao luôn. Mày cướp được hai rep luôn á, nãy cướp được cái, giờ cướp được cái. Rồi đậu xanh nó ra nó chì mai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phải hay bỏ thần đánh không? Mai 4 giờ rưỡi trên á. Anh đi với, gặp anh bánh, đi rồi không biết. Sống trên đời sống cần có một tấm lòng để làm gì? Ai biết không? Oh yeah. Cũng bò ghê quá mà. Ôi kéo hay quá, thuê thông thợ 7 xong kéo vậy đó. Che hết cho. Đúng rồi. Đi khẽ, bấm hết em ơi. Mày đè bắn tao nè, được bắn ra đi. Nhưng mà đánh mấy trận như xô mắt rồi kẹo này kia đó. Không phải lừa, không hại gì đó. Giờ mắt của mày thắng cho nó bao người giải rồi. Chứ người của ba xưa đó. Xong rồi, vô giải nào cũng tốt chơi người kia chữ. Xong rồi mày có giao hội giao bộ thua rồi, nó cho mày giải. What the fuck? Hồi kia bét ghê được chứ. Nếu tin được. Meta luôn kìa. Ai mà giết tiếp đi bên ta tiếp á. Gần con đội không bị đó. Cơ là không bị bị nhỏ. Thì là xong thì sao nó cũng đó. Nó đưa đưa vô nó bị coi là bị thời á. Đưa nó động như người động nó động nó động. Không thấy dùng kiệt sức bao giờ. Trời ơi có thằng nào chết đâu dùng kiệt sức. Có mỗi TF nó vô thấy chết rồi. Mà đó có thấy nó kiếm được ai con đều á. Được lắm. Tài không cần gọn. Rồi hỏi chưa. Thế mạng.